Hà Liên xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có Phần 1 là tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2, Hoa Liên xin kính mời quý vị theo dõi Tổng kết kinh tế tài chính tuần qua và phóng sự trại truyền thống hướng đạo và văn hóa Việt Nam cùng với buổi lễ trao bằng rừng Tùng Nguyên 8 tại Houston, Texas. Để mở đầu chương trình, Hoa Liên xin kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Trump nói với Trung Đông phải đẩy lùi các phần tử Hồi giáo cực đoan. Trong bài diễn văn quan trọng tại cung điện của Vương quốc Ả Rập Saudi ở thủ đô Riyadh hôm chủ nhật, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo đoàn kết và chia sẻ để đánh bại các phần tử cực đoan Hồi giáo. Trước mặt vua Salman và trên 50 lãnh tụ của các nước trong thế giới Hồi giáo, Tổng thống Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đầy nhiệt huyết để đẩy lùi những kẻ khủng bố nhưng dịu giọng so với luận điệu bài Hồi giáo của ông khi còn tranh cử. Tổng thống cũng đặc biệt nhấn mạnh đến nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là nguồn tài trợ và ủng hộ chính cho các nhóm quá khích. Luận điệu của Tổng thống Trump phù hợp với lập trường của nước chủ nhà Saudi Arabia và gửi một thông điệp cứng rắn đến Tổng thống Hassan Rouhani vừa tái đắc cử Tổng thống cho nhiệm kỳ thứ nhì. Tổng thống Hoa Kỳ đã không sử dụng cụm từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan trong bài phát biểu, một dấu hiệu cho thấy ông đã lắng nghe lời khuyên để sử dụng một giọng điệu hòa hoãn hơn trong khu vực sau khi sử dụng cụm từ này nhiều lần trong lúc ông còn là ứng cử viên tổng thống. Ông Trump nói với các nhà lãnh đạo từ khoảng 50 quốc gia hồi giáo đại diện cho hơn 1 tỷ người. Chủ nghĩa khủng bố đã lan rộng khắp thế giới, nhưng con đường hòa bình bắt đầu ngay tại đây, trên đất cổ này, trong vùng đất linh thiêng này. Một tương lai tốt đẹp hơn chỉ có thể xảy ra nếu các quốc gia của bạn đẩy lùi những kẻ khủng bố và đẩy những kẻ cực đoan ra khỏi tay họ, đưa họ ra khỏi nơi thờ phượng, đưa họ ra khỏi cộng đồng của bạn, đưa họ ra khỏi đất thánh và đưa họ ra khỏi trái đất này. Bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống ở nước ngoài đã cho thấy cơ hội để thể hiện sức mạnh và quyết tâm của ông, trái ngược với những rối rắm của ông tại Hoa Kỳ đang ngày càng trở thành lớn chuyện trong vụ cách chức ông James Comey, giám đốc FBI gần 2 tuần trước. Ông diễn tả cuộc chiến chống khủng bố như là một cuộc chiến giữa thiện và ác, không phải giữa hai nền văn minh Hồi giáo và Tây phương. Tổng thống đã dùng những ngôn từ rõ ràng bằng một giọng điệu mạnh mẽ để khẳng định rằng Washington sẽ hợp tác với các nước ở vùng Trung Đông, nhưng Hoa Kỳ mong muốn các nước này phải có hành động để đáp lại thiện ý của Hoa Kỳ. Ông nói trong bài phát biểu của mình vẫn còn nhiều việc phải làm, có nghĩa là phải đối diện với cuộc khủng hoảng với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, những phần tử cực đoan theo Hồi giáo và thành phần khủng bố Hồi giáo các loại. Đây cũng là lúc ông Trump lầm giữa Hồi giáo quá khích và quá khích của Hồi giáo. Tổng thống nói đến sự quá khích của Hồi giáo, tức Islamic Extremism. Tùy một văn bản phổ biến cho các báo chí nói đến Hồi giáo quá khích, tức Islamist Extremism. Một viên chức của tòa Bạch Ốc đổ lỗi là vì tại tổng thống mệt nên có sự thay đổi đó. Bà bảo với báo chí, chỉ vì ông mệt quá thôi. Thuật ngữ chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đề cập đến chủ nghĩa Hồi giáo như một phong trào chính trị, chứ không phải là Hồi giáo như một tôn giáo. Một sự khác biệt mà Tổng thống của đảng Cộng Hòa đã chỉ trích chính quyền của người tiền nhiệm dân chủ Barack Obama của mình. Khi còn là một ứng cử viên, ông Trump đề nghị tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ tại chức. Ông đã ra lệnh cấm tạm thời những người đến từ nhiều quốc gia, đa số theo Hồi giáo. Nhưng sắc lệnh này của Tổng thống Trump đã bị những tòa kháng án liên bang ra phán quyết ngăn chặn thi hành vì bị cho là phân biệt đối xử tôn giáo vì hiến. Bà diễn văn trong một cung điện mạ vàng được trang trí bằng những chùm đèn pha lê sang trọng là một phần của nỗ lực để xác định lại mối quan hệ của ông với thế giới Hồi giáo. Chủ thuyết người Mỹ trên hết của ông Trump đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng đã gây chấn động cho các đồng minh phụ thuộc vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với vai trò gánh trách nhiệm bảo vệ an ninh cho họ. Tổng thống Trump đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong khối Ả Rập. Ông Trump đã không dùng những lời lẽ lời hùng biện trong chiến dịch vận động tranh cử của mình vốn chống Hồi giáo, thay vì vậy ông đã tập trung vào lập trường ông muốn theo đuổi là tấn công vào sự ảnh hưởng của iran trong khu vực một cam kết mà các nước vùng vịnh mong tìm thấy ở cựu tổng thống obama tổng thống trump nói trong nhiều thế kỷ iran đã gây ra các cuộc xung đột giáo phái và khủng bố đây là một chính phủ tuyên bố công khai việc giết người hàng loạt thề hủy diệt israel giết chết mỹ và hủy hoại nhiều lãnh đạo của các quốc gia đang hiện diện trong cung điện này Ông Trump đã không đưa ra những đề cập quá nhiều về việc lạm dụng nhân quyền ở Saudi Arabia hoặc các quốc gia vùng vịnh khác trong bài phát biểu của mình. Các viên chức tòa bạch ốc nói ông không muốn nhắc tới lĩnh vực nhân quyền, một điều mà họ tin rằng cựu tổng thống Barack Obama đã làm nhưng không thành công. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã mỉa mai trả lời qua một tweet nói là tổng thống Trump tấn công Iran từ thành trì của dân chủ và ôn hòa là Saudi Arabia và gợi ý là ông Trump vắt được của nước chủ nhà nhiều trăm tỷ đô la tiền bán vũ khí. Trong phần giới thiệu Tổng thống Trump, vua Salman của Tư vương quốc Ả Rập Saudi đã mô tả kẻ thù không đội trời chung với Ả Rập Saudi là Iran, chính là nguồn khủng bố mà họ phải đối diện. Trách nhiệm của chúng ta trước mặt Thượng Đế, nhân dân ta và toàn thế giới là thống nhất để chống lại các lực lượng của sự giữ và chủ nghĩa cực đoan ở bất cứ nơi đâu. Chế độ Iran chính là mũi nhọn của khủng bố toàn cầu, nhà vua nói. Iran là một quốc gia Hồi giáo theo hệ phái Shia và đây chính là các nhóm mà Hoa Kỳ đã và đang chiến đấu để chống lại ở Afghanistan, Iraq và những nơi khác kể từ vụ tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Washington và New York. Đa số là người Hồi giáo Sunni và kẻ thù của Iran. Lực lượng dân quân của Iran cũng đang chiến đấu với các lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Hoa Kỳ và các nước vùng vịnh Ả Rập đã thông báo một thỏa thuận phối hợp các nỗ lực chống lại việc tài trợ cho các nhóm khủng bố. Sự chào đón Tổng thống Trump trong khu vực đã được biểu hiện trong một loạt các cuộc họp riêng với các nhà lãnh đạo trong khối các nước Ả Rập. Ông Trump cũng ca ngợi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Ông Trump hứa hẹn sẽ sớm có một chuyến đi đến Ai Cập và ông cũng nói là ông thích đôi giày của tổng thống Fatah al-Sisi. Đối với vua Hamad bin Isa al-Khalifa của tiểu vương quốc Bahrain, ông Trump tuyên bố rằng hai quốc gia sẽ có nhiều điểm chung và sẽ không có căng thẳng với chính quyền này. Nhà vua ca ngợi mối liên hệ và nói rằng nó đã dẫn tới sự ổn định tuyệt vời trong khu vực và sự thịnh vượng. Bahrain là căn cứ của hạm đội năm Hoa Kỳ ở Trung Đông, các quy tắc của gia đình Hồi giáo Sunni đối với dân số Shia phần lớn và đôi khi bị chính quyền Obama lên án vì bị đối xử khắc nghiệt với đối thủ. Chuyến công du Riyadh của Tổng thống Trump đã khởi đầu chuyến đi đầu tiên của ông ở nước ngoài, với Saudi Arabia là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi kéo dài 9 ngày qua Trung Đông và châu Âu. Trung Quốc bẻ gãy hoạt động CIA, giết chết những người thông tin. Chính phủ Trung Quốc đã bẻ gãy các hoạt động gián điệp của CIA ở Trung Quốc từ cuối năm 2010 và giết chết hoặc tống giam ít nhất 12 người của CIA trong vòng 2 năm tới. Theo tờ The New York Times tường thuật ngày thứ bảy, tờ báo trích dẫn 10 viên chức Hoa Kỳ gồm cựu và tại chức Hoa Kỳ đã miêu tả vụ vi phạm tình báo này là một trong những vụ tệ hại nhất trong nhiều thập niên họ nói với điều kiện giấu tên báo cáo cho biết các viên chức của cơ quan tình báo và cơ quan chấp hành luật pháp Hoa Kỳ đã cố gắng để ngăn chặn thiệt hại nhưng bị phân chia cay đắng vì nguyên nhân của sự vi phạm một số nhà điều tra tin rằng có một nội phản trong cia trong khi những người khác tin rằng Trung Quốc đã dùng tinh tặc tấn công vào hệ thống bí mật mà cia sử dụng để liên lạc với các nguồn cung cấp tin tức từ nước ngoài cuộc tranh luận vẫn chưa được giải quyết bài báo nói Cơ quan CIA từ chối bình luận với The Times, cũng từ chối bình luận ngày thứ Bảy với The Associated Press. Con số nguồn tin tức CIA bị mất ở Trung Quốc, tương ứng với những con số bị mất tại Liên Xô và Nga, do những hành động phản bội của hai nhân viên CIA, Arich Ames và nhân viên FBI Robert Hansen. Những người đã bị bắt vào năm 1994 và 2001, Báo Times tường thuật có tới 20 nguồn cung cấp tin tức cho CIA đã bị giết hoặc bỏ tù ở Trung Quốc trong 2 năm vừa qua, được trích dẫn từ hai cựu viên chức cao cấp của Hoa Kỳ. Những báo cáo cho biết có điều viên nghi ngờ một cựu điệp viên hoạt động CIA làm nội phản, nhưng không thu thập được đủ bằng chứng để bắt ông ta, và hiện người này đang sống ở một nước Á Châu nào đó những người bác bỏ lý thuyết có nội phản thì cho sự tổn hại là do sự tuyển chọn cẩu thả các người cung cấp tin tức địa phương của Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Đến năm 2013, FBI và CIA kết luận rằng Trung Quốc không còn có khả năng xác định được các nhân viên của Mỹ